Tôi chuẩn bị tư vấn cho một cô bệnh nhân mà bị lạc nội mạc tử cung đó các bạn. Các bạn, đây là một tình huống điển hình cho cái chuyện là rất là rắc rối, rầy rà, phức tạp cho cái chuyện điều trị lạc nội mạc trong cơ tử cung cũng như lạc nội mạc trong buồng trứng hoặc là vùng chậu. Tuy là nó lành nhưng mà cái điều trị này nó không hề đơn giản tí nào các bạn, và tôi cũng không thích điều trị cái loại bệnh như thế này đâu, mặc dù là kinh nghiệm của tôi là khá là nhiều. Thì bây giờ mình nghe câu chuyện của cô bệnh nhân của tôi xong rồi tôi sẽ nói ý kiến của tôi nha. Trước tiên là em đã có một đứa con rồi, lúc đó có thai dễ dàng không? Dạ dễ Rồi sau đó là không ngừa thai gì hết, tới bây giờ vẫn chưa có bầu lại. không, lúc em sanh nó xong em có ngừa thai bằng đặt vòng xong khoảng 6 tháng không chịu, rồi em mới uống thuốc ngừa thai khoảng 4-5 năm gì đó, Rồi rồi khi mà thả tới giờ là thả mấy tới năm? giờ, thả tới giờ em bỏ hai đứa nữa, tại vì nó dính là em bỏ hai đứa. Rồi từ đó tới sau là khoảng nay 6-7 năm nay là em không có người gì nữa nhưng mà vẫn chưa có. Rồi và em biết em bị lạc nội mạc lâu chưa? Em biết khoảng nay là 4-5 năm nay Mà sao em biết, em có kinh em đau hay sao mà em biết? có kinh em đau bụng, rồi em đi khám, đi khám rồi cũng không ai nói là cái đó là để nguy hiểm hay này kia vậy. Tới chừng em có kinh em đau bụng thì em chỉ ra tỉnh thuốc tây em mua thuốc em uống thôi. Rồi ngày càng ngày thì sao cái từ từ 5-2 năm cái nó bị rong kinh, hồi khoảng năm rồi cũng bị rong kinh, em cũng đi xuống tự vũ em khám, khám thì cũng không nói gì hết, cũng đưa thuốc em về uống rồi kêu 6 tháng đi khám. Ví dụ như là đang rong kinh mà tuần lễ đưa thuốc về uống tuần lễ là hết thì 3 tháng tới khám hoặc là 6 tháng tới khám, còn hả mà nếu mà trong vòng 7 ngày mà chưa hết kinh á thì tải xuống tái khám liền. Nhưng mà đưa thuốc thì em hết hết rồi cái 7 ngày đó hết hết cái khoảng 10 ngày sau mới có, cái em tải xuống nữa Rồi vậy trở lại cái vấn đề lạc nội mạc đây nè. đó. Dạ Cái vấn đề mà đau đau đốt hành kinh đó, thường em đau mấy ngày trong trong một chu kỳ kinh? Một ngày, nó 2 ngày, hay 5 ngày, hay 7 ngày? em không biết yêu cầu hả, ra quyết nhiều là nó sẽ đau nhiều, rồi em muốn cút khoảng 2 ngày đến 3 ngày là bắt đầu nó ít ra quyết là nó ít đau bụng. Rồi thì có bác sĩ nào đã từng khuyên em mổ hay là điều trị cái gì đặc biệt đặc hiệu cho cái lạc nội mạc chưa? Dạ chưa, chỉ nói em là bị nhân nhân sơ thôi, còn lạc nội mạc rồi người ta cũng không có nói là có thuốc trị hay là không thuốc trị, là không ai tư vấn em hết. Tức là chưa rõ ràng, tức là từ giờ em điều trị tới giờ thôi, theo dõi nhiều năm mà em cũng chưa rõ ràng em bị cái gì. Dạ đúng rồi, tại vì em cứ đợt khoảng bữa thứ năm á, tự nhiên em bí tiểu, em đi tiểu không được, đi ra bệnh viện ở Bình Dương á là người ta khám xét nghiệm này kia cái họ cho giờ đưa thuốc về uống, mà nếu trong vòng tới chiều mà không tiểu được họ ra đặt ống, mà tới chiều em cũng tiểu không được người ta đặt ống, rồi ra người ta mới đặt đặt ống xong siêu âm lại nói em là có nhân xơ bự tràn ép đường tiểu, rồi đưa em chuyển em lên 512 giường để mổ. Nhưng mà em không chịu đi tễ, em mới đi xuống Từ Dũ, đi Từ Dũ ngày hôm qua thì Từ Dũ cũng nói em là bị nhân xơ trong cổ tử cung, là nó nằm ở trong cổ tử cung, nếu giờ chỉ cho thức uống về cầm tới đâu hay đó, còn nếu mà nó gây biến chứng á, thì là mổ cắt hết hả, nếu giờ em muốn mổ thì người ta cắt hết cổ tử cung em luôn, chứ người ta không có tư vấn là em bị lạc nội mạc tử cung hay này kia nọ, người ta không có tư vấn cho em biết. Thật ra là có thể bác sĩ có nói, mà tại vì cô không có rõ đó, cô không có phải là trong ngành y, cho nên là với lại cổ là phụ nữ nội trợ đó, cô không nắm bắt hết, chứ bác sĩ là sẽ có nói, mà cô đã khám đúng chuyên khoa rồi. Thì vấn đề hiện giờ rút lại là em có 2 vấn đề trong tử cung của em. Vấn đề thứ nhất là em có lạc nội mạc nó đầy trong cơ tử cung hết, và chính cái điều đó làm mỗi lần em có kinh em đau và em hay bị rong kinh là như vậy. Cái vấn đề thứ hai là em có mấy cái u trong cái tử cung của em luôn, 2 vấn đề khác nhau nha. U sơ á, thì nó to, nó sẽ làm chèn ép chứ nó không có đau, nhưng lạc nội mạc là đau, mà bây giờ em có cả hai. Đó là lý do tại sao 5 6 năm nay em để có bầu không có được, tại vì lạc nội mạc nó không đậu thai được. Chứ còn cái nhân xơ thì nó không đến nỗi nào nó lớn đâu, mà vấn đề 2 vấn đề thì đúng như bác sĩ ở bên bệnh viện kia nói là nếu mà mổ là mổ cắt hết, em không giữ được đó. Và tôi có hỏi thì cổ còn nguyện vọng là cổ muốn có con,
mà trong khi để 5-6 tháng nay mà không có con thì chị nghĩ là khả năng có con em rất hiếm, hầu như là không có luôn rồi đó. Tuy nhiên năm nay 38 tuổi mà nếu mà gọi là tự nhiên bây giờ yêu cầu của cắt luôn cái tử cung cho cổ khỏe đó, rồi thì nó lại coi như cái hy vọng mà có thể mình có con nó bằng zero luôn. Cho dù bây giờ cái hy vọng nó là 10-20% đi, nhưng mà nếu mình cắt là không còn hy vọng gì luôn, phải không? Thì thành thử bây giờ á, nó cực kỳ khó, là bởi vì bây giờ điều trị làm sao cho cổ giữ lại cái khả năng có thai, mà khả năng thì rất ít, nhưng mà vì mà để toàn tâm đoàn ý mà để đến lúc mổ là triệt để luôn và không có một chút lăng tăng gì, là ước gì mình không mổ nào kia ha. Thì bây giờ tôi sẽ cho cổ là điều trị nội khoa, đặt vòng thuốc, tức là đặt vòng nội tiết, cái thời hạn vòng là 5 năm. Tuy nhiên là mình đặt khoảng chừng một thời gian khoảng chừng 2 năm đó mình ổn hết, cái lạc nội mạc mình ổn rồi, tại vì trong 2 năm đó em không có kinh. Từ khi em đặt que tránh thai hay đặt vòng nội tiết em sẽ không có kinh, thì trong lúc đó kết hợp với thuốc do bác sĩ Ngọc cho nữa, thì để giữ tròn vẹn cái tử cung của em và để cho nó giảm nhẹ nhất có thể cái vấn đề thay đổi sờ bọc ha. Thì thôi đừng có khóc, mình có bị ung thư đâu mà khóc, khổ ghê vậy. Cái vấn đề của mình là bệnh lành tính, nhưng mà nó lại là nguyên nhân vô sinh, hiểu không? Có một đứa con thì còn khóc gì nữa. Thì sau 2 năm thì em có thể em lấy que ra sớm hơn dự định, lấy vòng rồi để cố gắng một lần nữa thử coi có đậu thai được không, không thì đặt ra để thêm 2-3 năm nữa mà không có thai thì thôi là em biết là em vô sinh luôn rồi đó, tức là không còn lăn tăn nghĩ đến chuyện kiếm con nữa. Thì sau đó khi nó ổn định cái lạc nội mạc một thời gian rồi đó, đến khi nó đau lại đó, mức độ nó nhiều và nó khó chịu như bây giờ nè, thì bước tiếp theo chắc là em mổ rồi đó, hiểu không? Nếu mà tới lúc em lấy vòng ra mà 2-3 năm cũng không có con, nhưng mà nó bị gông kinh hoặc là nó có cái triệu chứng gì là em, nhưng mà sau đó nó sẽ bị lại, tại vì thời gian đầu 2 năm em đặt vòng thuốc cộng với là điều trị thì em sẽ ổn định một thời gian nữa, em hiểu không? Thì sau khi em lấy vòng ra thì phải một thời gian sau cái vấn đề nó mới trở lại, chứ không phải là lấy vòng ra nó bị lại liền. Thì khi nó trở lại thì lúc đó mà điều trị lại thì chắc lúc đó mổ rồi đó. Tức là bây giờ em có hai lựa chọn, hoặc là em mổ luôn, hoặc là bây giờ mình trì hoãn để mình hy vọng là mặc dù cái khả năng có con của mình nó chỉ 10-20%, nhưng mình vẫn trì hoãn. Thì bây giờ bác sĩ Ngọc chỉ có theo dõi điều trị xoa dịu và giảm nhẹ, không dừng lại cái vấn đề giảm nhẹ vấn đề lạc nội mạc tử cung. 2 năm không có được để có kinh để cái tử cung mình nó hồi phục lại, rồi nếu mà mình có thể có con được thì tốt, còn nếu không thì sau đó những cái vấn đề rong kinh, những cái vấn đề đau nó trở lại với mình thì chắc lúc đó điều trị là cắt luôn tử cung. Rồi thì giờ em chọn biện pháp nào? Nếu vẫn muốn có con, vẫn muốn trì hoãn thì là bác sĩ Ngọc sẽ cho đặt vòng thuốc, có bác sĩ luôn, hiểu không? Dạ. Hoặc là điều trị nội khoa, hoặc là cắt luôn, mổ luôn. Trả lời cho bác sĩ Ngọc đi, bác sĩ Ngọc giải thích tiếp. Như giờ em cũng còn nhỏ tuổi quá, thì giờ trì hoãn thì tùy theo. Đúng rồi, giờ trì hoãn đi, em đặt vòng đi ha. Dạ. Rồi, thì đúng rồi, cũng mới 38 tuổi à. Mặc dù biết là trên nhìn hình ảnh là cái khả năng có con của ít á, nhưng mà vẫn phải để cho cổ có cái hy vọng chứ. Biết đâu là sau 2 năm mà em lại lành lặn, mọi sự nó về lại bình thường rồi á, em lại có con thuận lợi, hiểu không? Còn em mà để như thế này, em không làm gì, em không can thiệp gì thì hầu như em không có khả năng có con luôn á. Thì nó là vậy. Bây giờ ví dụ như giờ em cũng không muốn để có con nữa, nhưng mà cứ chữa cho em là trì hoãn kéo dài thời gian để mổ của em là. Rồi. Nếu vậy thì em phải đặt vòng thuốc cả 5 năm em để luôn, đến khi nào mà em không muốn có con thì em để hoài. Dạ. Khi có muốn có con thì em lấy ra thôi, không? Thì nó vậy đó các bạn. Tôi thật cả nha, và tôi nếu mà là người thân người quen của tôi bị lạc nội mạc chắc tôi không nhận điều trị đâu. Tại vì cuối cùng lúc nào cũng là nghỉ chơi nhau ra đó. Tại vì cái điều trị này nó sẽ dây dưa, nó dài dòng nó, rồi cái nhiều khi mình điều trị cái mình người nhà ngộ lắm, buộc nhà không thiên, thành thử cái lời ra tiếng vào. Mà tôi đã điều trị mấy ca người nhà rồi. Đó. Mà ví dụ như tôi nói cái tình trạng nó rất là phức tạp như vậy đó. Đó. Và người nhà mà người nhà họ hay đặt nhiều yêu cầu lắm, cho nên là mà trong khi vấn đề này tôi rất là có kinh nghiệm luôn,